Từ thời Napoleon cởi chuồng đến nay tôi chưa từng thấy ai luyện công phu như cô gái này. Chưa kịp ăn sáng đã pha ngay một chai vodka vào mồm, để giữ đường nồng độ cồn luôn dâng trào trong máu. Cứ 60 phút sư phụ lại tẩm bổ cho cô nàng hàng chục lít vitamin hung hăng. Chí Phèo nhìn cũng suýt về tăng sông, nhưng thực ra đây lại là một chuyện hết sức bình thường. Bởi lẽ môn võ mà cô nàng đang khổ luyện đòi hỏi phải luôn giữ cơ thể ở trong trạng thái say và hay được người ta gọi với cái tên là túy quyền Muây Thái. Với những tuyệt kỹ vô cùng lợi hại nên cô nàng này không phải kẻ đứng đái nhưng vẫn có thể cho mấy gã cao to đen hôi tê tái cả lòng nghề. Tuy nhiên kẻ thù của cô lại không hề đơn giản. Mụ ta là bang chủ của một băng đảng xã hội đen chuyên buôn người lấy nước mắt. À ta nhìn bề ngoài là ma nữ nhưng thực chất lại là cú có gai vô cùng lợi hại. Đã thế lại còn biến thái nên chén đời trai của người yêu cô, nên thù này không trả thì không làm người. Vậy cô gái đó là ai? Hành trình báo thù thế nào thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm quyền thái gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ mang tên Phượng Hoàng Nổi Giận nha. Cô gái này tên là Sida, Tina, không chỉ suốt ngày phê pha mà còn được mệnh danh là chúa tể của sự cô đơn, bà hoàng trong làng cô độc và cụ tổ trong dòng họ của những kẻ bị bỏ rơi. Bởi lẽ bố mẹ thì mỗi người một nơi, chẳng có ai chơi nên Tina liền tìm tới âm nhạc. Đang ba máu sáu cơn đánh bại anh khạc hay em khạc thì bất ngờ ánh mắt ngây thơ của cô đã vô tình va phải bàn mặt của thằng người yêu. Rõ ràng hắn nói với Tina rằng hôm nay phải về quê dỗ ông già nhà bà hàng xóm, vậy mà giờ lại ở đây ôm hôn con khác. Không muốn làm người thì bà mày lột xác cho thành kiếp heo. Tina lao tới túm cổ định giày xác thằng này nhưng ngay lập tức đã bị cản lại. Người yêu giờ đã chẳng có, đã thấy ban nhạc lại còn bỏ rơi, chẳng có nơi nào để chơi. Tina chỉ biết hỏi ông trời tại sao lại bất công với tôi như thế. Không biết đi về đâu, cô nàng chỉ đành uống rượu để giải sầu. Đi tới một gầm cầu, bỗng dưng một người phụ nữ xuất hiện ra vẻ khuyên ngăn, tưởng rằng à ta tốt hơn cả thạch xanh nhưng ai dè lại cho Tina ăn đầu gối và cùi trỏ sắp hết cả mặt. Ngay sau đó, đồng bọn của chúng tới tiếp ứng rồi cao chạy xa bay. Trên xe, Tina quá say đã nôn ngay ra đùi một con mụ cú có gai. Hắn ta cay cú định xin chết cô nàng thì ả kia ngăn lại. Nhân cơ hội chiếc xe mất lái làm bọn này rúi rụi vào nhau, Tina đã chui ra ngoài để tìm đường tẩu thoát. Ấy thế mà con mụ 3D này vẫn danh như đỉa đói đánh lái bám theo, tình thế ngàn cân treo sợi lông chân. May thay có một người dân lạ mặt lao qua ẵm Tina chạy thoát. Tên gai lọ ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng biết họ đi về hướng nào. Tới một sân vận động bỏ hoang, anh chàng Tony tưởng rằng đã cắt đuôi được bọn chúng nhưng không ngờ lại bị chặn đầu. Một lũ sát thủ đông như quân nguyên có bàn chân bật nhảy sắc nhọn đã nhanh chóng bao vây hai người. Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng mới thấy đao không cầm ở tay mà lại gắn ở chân như cái lũ bọn này. Phải chăng đây là phái toàn chân bên Tung của đã bị thất truyền năm xưa? Những lưỡi đao vô cùng sắc nhọn chém đứt được cả bê tông khiến cho anh chàng mồm lông Tony cùng Tina có phần hoảng hốt. Chạy hướng nào bọn chúng cũng lại xuất hiện bùa vây, đằng đông cũng chẳng được mà đằng tây cũng chẳng có đường lui. Không muốn chui lủi nên anh chàng mồm lông đành phải tung ra tuyệt kỹ, biết rằng cứ dính lấy nhau thì bọn chúng sẽ tập trung lại đánh hội đồng. Vậy nên với thân thủ nhanh như mây bay nước chảy của mình, Tony đã lợi dụng địa hình địa vật của cho từng thằng tới số thì thôi. Không biết anh thuộc môn phái nào nhưng lại có đôi chân nhanh như máy chém và thằng nào là dũng luôn thằng đó. Động tác uyển chuyển cứ như đang nhảy hip hop never die nhưng thực ra lại vô cùng lợi hại. Thằng thì bị anh xoay người đá gót, thằng thì bị cho một phát chốt hạ cùi trỏ vào đầu. Tuy nhiên cái khó của anh ở đây không phải chỉ lo cho mỗi bản thân mà còn phải bảo vệ cô nàng Tina. Thấy anh chàng mồm lông không phải dạng dễ nhai nên hai tên bịt mặt lập tức kéo tay Tina bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên chúng đâu biết người đàn ông này đáng sợ đến mức nào nên đã liền ăn ngay hai phát vả. Giải cứu người đẹp thành công, ấy thế mà anh chàng này lại nhận được một cốc chè thập cẩm do Tina vẫn còn say quá. Tỉnh lại sau cơn lú, cô nàng thấy mình đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang, lang thang đi ra ngoài thì thấy hai thanh niên là em họ của Chí Phèo đang say chồng cả phao câu lên trời hận đời vô đối. Mặc dù tâm hồn đang treo lơ lửng ở ngoài ngọn cây, tuy nhiên họ vẫn tự giới thiệu mình là đầu cắt moi và thanh niên hoi còn lại có biệt danh tóc dù. Nhìn thì cứ tưởng hai thằng ngu nhưng thực ra họ lại toàn là những cao thủ võ lâm. Anh chàng mồm lông lúc này cũng không ngoại lệ. Tina tưởng rằng chỉ có mình mới thích uống vitamin hung hăng nhưng không ngờ những người này cô còn phải gọi là sư phụ ma men. Tina cố gắng hỏi anh chàng Tony mồm lông rằng bọn bắt cóc sáng nay là ai và tại sao anh lại cứu tôi nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Đúng lúc này, một đám giang hồ đã kéo tới rất đông, thì ra bọn chúng là đàn em của băng đảng báo đốm đến để đòi người và Tina chính là mục tiêu cần bắt. Băng đảng này vô cùng khốn nạn, bọn chúng đã bắt hàng ngàn cô gái để phục vụ cho mục đích xấu xa của mình, đó chính là chế tạo nước hoa. Những cô gái đặc biệt sẽ có những mùi hương đặc biệt trên người trừ mùi hôi nách. Bọn chúng phát hiện ra sẽ bắt về nuôi dưỡng, sau đó sẽ chiết xuất thứ nguyên liệu này thông qua mồ hôi và nước mắt, từ đó sẽ chưng cất thành một thứ nước hoa vô cùng quý giá. Nam giới ngửi vào sẽ không khác gì uống cả lọ rocket 1 giờ vô cùng uy lực, khiến súng ống khỏe hơn cả châu rừng. Phụ nữ dùng xong thì kể cả xấu đau xấu đớn, sất môi lồi rốn, cho bảo chồng chê, đàn ông cũng chết mệt. Chính vì thế, loại nước hoa này không khác gì kim cương đen được bán ra với giá trên trời và có hàng triệu người mong muốn được sở hữu. Và Tina là một trong những cô gái có mùi hương đặc biệt mà bọn chúng ngắm tới nên muốn bắt cóc mang về hang ổ. Bị bọn này bao vây, ấy vậy mà đầu mai vẫn nói rằng tao sợ bọn mày quá cơ. Thì ra trên bờ rào đã có chục thằng bị ba anh chàng này đánh bại. Chính vì thế họ chẳng ngán một ai nên lập tức tiểu lý phi trai đại khai sát giới. Mặc dù đang trong cơn say nhưng võ công của họ vẫn vô cùng điệu nghệ, mà kệ bọn chúng ra đòn gì nhưng đầu moi cũng đều chấp hết. Người say nhưng chân tay vẫn hoạt động nên anh không phải dạng vừa đâu. Cô nàng Tina không biết võ công nên thôi đành làm anh hùng núp vào một góc cho nó lành. Cô không ngờ rằng họ tuy nhỏ con nhưng ra đòn lại vô cùng đẹp mắt. Một thằng đến là một thằng gục, hai thằng nhau tới đầu moi cũng cân tất cả hai. Bọn này động vào đầu một cọng lông trên quả đầu phát sáng của anh xem chừng là hơi khó. Gót thằng bên trái rồi lại đạp vào mặt thằng bên phải. Thằng nào cao to đẹp trai anh lại sốt chuồng chú chim di cho đi bán muối. Phải chăng có tí vitamin hung hăng vào nên họ mới đánh không biết mệt là gì. Ở phía bên kia tóc xù cũng chẳng hề kém cạnh, chân nhanh thoăn thoắt không khác gì một dân chơi đường phố đang chìm đắm trong bàn nhạc của mình. Bất thình lình anh lại cho ăn ngay đầu gối. Mấy thằng chiếp hôi đứng trước mặt tóc xù không khác gì những con rối cho anh mua vui. Vừa đánh anh vừa nhảy những vũ điệu thần tiên vô cùng điêu luyện. Cảm thấy chuyện này cần có chút gia vị cho vui, tóc xù bay người ôm chặt hông một thằng rồi cho hắn tụt quần xin lỗi. Còn chưa kịp kéo lên thì bất ngờ Tina xuất hiện cho hắn vài phát bà tai thần trưởng. Thì ra đầu moi đã kéo cô đến để dạy cho vài miếng võ túy quyền Muây Thái nát rượu. Cả hai khiêu vũ những điệu nhảy bên cạnh cô nàng. Tưởng rằng hàng họ đã hết, ai ngờ vẫn còn vài thằng óc lợn giờ mới chịu nhau vào. Lập tức đầu moi và tóc xù cho cô nàng Tina tham gia vào trận đánh. Đang phối kết hợp nhịp nhàng đạp cho bạn này rúi rụi thì hai ông cảnh ném Tina về phía sau. Đen thay phao câu của cô lại cắm ngay vào lòng một chiếc ghế. Mấy thằng này định khống chế nhưng Tina lùi bước về sau cắm cho thằng này lòi rong. Anh chàng mồm lông thấy cô gái mình vừa cứu về bị hai thằng bạn bỏ rơi thì liền tỉnh như sáo sậu, chặn đầu ra tay cứu giúp. Anh bế cô nàng xoay vài vòng rồi đạp cho từng thằng rụng hết cả răng ăn cháo. Ngay lập tức tất cả đã phải vào viện chấn thương chỉnh hình. Mồm lông lôi thằng cầm đầu tới một thùng container rồi bắt nôn ra mật khẩu để mở khóa. Đây là chuyến hàng với hàng chục cô gái ở bên trong mà bọn chúng chuẩn bị chuyển về hang ổ để điều chế nước hoa. Tina loi choi liền trèo lên giải cứu cho các nạn nhân. Tuy nhiên một cô nàng nói rằng vẫn còn rất nhiều người ở nhà chứa gần đây chưa bị chuyển đi, xin hãy cứu lấy họ. Tuy nhiên Tina là liễu yếu đào tơ thì nào có thể làm được việc đó. Biết rằng băng nhóm của anh chàng mồm lông Tony luôn muốn đối đầu với bọn báo đốm. Ngày hôm sau cô liền tìm tới bọn họ để xin được chỉ dạy võ công. Lúc đầu chẳng một ai đồng ý, tuy nhiên Tina nói rằng nếu không dạy tôi sẽ đập nát rượu của các người. Nói là làm, cô nàng liền phang thẳng vài chai. Ấy thế mà hai gã này lập tức đồng ý. Để học được túy quyền Muây Thái, trước tiên phải biết được các loại rượu để uống trong cả quá trình. Đầu moi và tóc xù kể ra một rổ, nào là nét mới của Việt Nam cho đến nữ nhi hồng của tàu khựa. Chưa biết ba kích táo mèo thì đừng đòi theo học quyền Thái. Ngay lập tức mồm lông trực tiếp dạy võ cho Tina. Để có thể lĩnh ngộ được tinh hoa của môn võ túy quyền Muây Thái này, trước tiên người học phải luôn trong trạng thái say xỉn. Vậy nên Tony cho Tina tắm trong rượu thì mới ok. Hết rượu này rồi lại đến rượu khác cho cô nàng rát hết cả họng thì mới chịu thôi. Bài học đầu tiên là cướp rượu, Tina phải lấy được chiếc chai trên tay của sư phụ thì mới được qua màn tiếp theo. Điều này khiến cho cô luôn có một tâm thế chủ động tấn công kẻ địch mà không bị động bất ngờ. Sau nhiều ngày luyện tập, cuối cùng Tina cũng đã cướp được chiếc chai. Ngay lập tức cả hai thầy trò bắt đầu học những đường quyền Thái đầu tiên. Biết rằng Tina là một người mới tiếp cận với võ công, vậy nên Tony cũng rất ân cần chỉ bảo. Các chiêu thức được luyện từ thấp đến cao, lấy nhu khắc cương và lấy đường quyền để khắc vũ khí. Uống rượu không phải là để say mà là để tăng cường sinh lực. Nồng độ cồn trong cơ thể sẽ làm cho các cơ hoạt động hăng máu hơn rất nhiều. Trong cơn say khiến cho tay chân linh hoạt, uốn dẻo hoàn toàn nhưng tung ra đòn lại vô cùng uy lực. Sau một thời gian khổ luyện, Tina đã tiếp thu được toàn bộ các tinh hoa của các chiêu võ túy quyền Muây Thái. Không ai ngờ rằng một cô gái chân yếu tay mềm mà lại là kỳ tài luyện võ. Ở phía nhà chứa của băng đảng báo đốm vẫn còn vài chục cô gái đang chuẩn bị được đưa về hang ổ để điều chế nước hoa. Thằng Tây Ba Lô định cho cô gái này biết sự lợi hại của cái dùi cui thì bất ngờ Tina xuất hiện như một vị thần. Trước khi tới đây, cô đã nốc vài chai rượu nên người nhũn như con chi chi. Tuy nhiên, cô đã luyện thành túy quyền Muây Thái nên mấy thằng này chẳng thể nào là đối thủ của cô. Thằng nào ngang là Tina cho ăn luôn cùi trỏ. Bọn này giỏi võ đến mấy cô cũng cho ra bã chứ chẳng đùa. Luồn bên dưới lại lách người bên trên nên chúng chẳng thể nào động được vào một cọng lông xoăn tít của cô. Cao hứng, Tina nhảy một điệu tango cho nó máu. Mấy thằng khốn nạn lại tiếp tục xông tới. Tina tiện tay cho ăn ngay miếng gỗ vào đầu chấn thương sọ não, mặc kệ đằng trước hay là đằng sau. Một khi đã máu là cô cho chúng biết bố cháu là ai. Chuyện gì sai chửi đánh lũ buôn người thì hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù là con gái nhưng Tina nhất quyết cho bọn này biết nước biển Đông mặn tới cỡ nào. Quạc chân lên một sợi dây, cô xoay người quật cho chúng tới bến rồi bao nốt thêm một phát cùi trò thần công. Giải quyết xong, Tina không ngần ngại đã trả tự do cho các cô gái ở nơi này. Ngày hôm sau, Tina tới khu thành cổ để luyện công thì Tony nói rằng cô làm cái quái gì vậy. Tina quá bất ngờ trước câu nói này của gã mồm lông. Anh không khen tôi thì thôi chứ sao lại buông lời trách mắng. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 cái quán karaoke mà anh lại nỡ chê việc đó. Tony đáp lại, học được vài miếng võ thì đừng có tự cao tự đại. Tina không chịu được thì liền xông vào hành hung. Trong lúc đó cô nàng đã giật được chiếc vòng cổ của Tony, tuy nhiên cô lại không biết rằng đó là một điều cấm kỵ đối với anh. Tony xông lên cho 5 ngón tay đi tìm má khiến Tina suýt bay luôn hàng tiền đạo. Không hiểu mình làm gì nên tội mà lại bị đối xử như thế. Thấy Tina buồn như con chuồn chuồn thì tóc xù mới nói ra sự thật. Trước đây Tony có một cô người yêu tên là Lily vô cùng xinh đẹp, anh đã suýt trở thành chú rể nhưng do đến trễ nên cô người yêu mới tức giận bỏ đi, tưởng rằng chỉ là hờn dỗi vu vơ, ai ngờ cô nàng lại bị bớ đi mất hút. Kỳ vật mà Lily để lại cho Tony chỉ là một chiếc dây chuyền, vậy nên anh ấy không muốn một ai động vào. Tony không muốn cô một mình hành động giải cứu nạn nhân ở nhà chứa như đêm qua, bởi lẽ điều đó đã làm bứt dây động rừng. Anh ấy muốn âm thầm theo dõi bọn chúng để tìm ra hang ổ thực sự rồi giải cứu cô người yêu Lily. Anh ấy tin cô nàng vẫn còn sống. Băng đảng báo đốm ẩn thân trong một hang động dưới lòng đất mà ma không biết, quỷ cũng chẳng hay, vậy nên Tony phải tìm ra được nơi này thì mới có cơ may giải cứu được người yêu. Cầm đầu của băng đảng này đó chính là con ả Bella có tâm hồn cao cả. Thực ra trước đó hắn từng là hàng xóm của lôi con đến từ châu Phi nhưng đã di cư sang đây để phẫu thuật thẩm mỹ, vậy nên bên trên thì là phụ nữ nhưng bên dưới thì lại là đàn ông, nhất định không được để bọn này làm việc ác. Nghe đến đây Tina cũng đã hiểu ra mọi chuyện, không những thế Tóc Xù có nói rằng vợ của tôi và đầu cát moi cũng là nạn nhân của bọn chúng, nhưng đen thay hết giá trị lợi dụng nên bọn này đã ra tay tàn bạo sát hại dã man, vậy nên ba chúng tôi đã lập thành một nhóm để báo thù cũng như giải cứu cô nàng Lily cho Tony về làm đám cưới. Chiều hôm đó Tina ra biển thì thấy Tony đang đứng thẫn thờ như một thằng điên. Cô lấy bình rượu nếp cái hoa vàng ngâm chuối hột phơi khô ra làm vài quại để tạ lỗi và hỏi tại sao anh lại dạy võ công cho tôi. Tony chỉ nói rằng đến một lúc nào đó cô sẽ hiểu được mọi chuyện, túy quyền Muây Thái sẽ đạt cảnh giới đỉnh cao, không phải lúc ta say mà là lúc ta đau khổ nhất, nỗi đau sẽ tạo nên sức mạnh không gì có thể ngăn cản được. Tina thì chẳng để tâm tới điều đó bởi lẽ cô đã yêu anh từ lúc nào không hay. Ngày hôm sau khi cô nàng quay trở lại khu thành đủ thì bất ngờ trông thấy mọi người ở nơi đây đều đã bị sát hại một cách dã man. Đang ngơ ngác thì bỗng dưng trên cao một sát thủ xuất hiện rồi lao xuống định lấy mạng của Tina. Hắn ta ra tay không thèm thương hoa tiếc ngọc, mặc dù cô nàng đã vận dụng hết mọi tuyệt kỹ mà mình đã học được nhưng xem chừng lại chẳng phải là đối thủ của hắn ta. Biết chắc chắn thằng này là kẻ đã lấy mạng những người bạn và cờ rớt của mình nhưng Tina cũng chẳng làm gì được, cô chỉ là con tép đậu trên mép con mèo so với hắn mà thôi. Cô nàng định leo lên cao đánh bài chuồn nhưng nào có chạy thoát được, hắn ta đấm một phát cho Tina ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống đất ngất đi lúc nào không hay. Tưởng rằng tỉnh dậy thì đã ở nhà Diêm Vương, ai ngờ nơi đây lại tương đối thân quen bởi đó chính là chiếc giường của cô. Cứ tưởng rằng mình chỉ nằm mơ nhưng vết thương vẫn nhói trong cơ thể từng cơn. Ngay lập tức cô nàng lê lết tới thành cổ đổ nát để nhặt mấy bộ hài cốt của anh em. Tuy nhiên nơi đây đã trở thành vườn không nhà trống, chẳng thấy bóng dáng một người. Nhìn lên chiếc chuông gió trên cao, Tina lấy xuống xem sao thì đó lại là một bức thư của Tony để lại. Anh ấy không chết và đã kể ra mọi chuyện. Trước đó Tóc Xù đã vô tình phát hiện ra Tina là người có mùi hương đặc biệt mà băng đảng báo đốm luôn muốn bắt đem về điều chế nước hoa. Vậy nên một kế hoạch đã được vạch ra. Đợi sau khi cô nàng bị bắt cóc, nhóm của Tony sẽ bám đuôi để lần theo dấu vết tới hang ổ của bọn chúng rồi báo thù. Tuy nhiên Tony lại cảm thấy việc này quá nguy hiểm cho tính mạng của Tina nên đã ra tay ngăn lại. Sau đó mọi người chuyển sang phương án 2, đó là luyện võ cho cô để cô có thể tự vệ bảo đảm an toàn cho bản thân. Nhưng khi Tina tự ý giải cứu những cô gái ở nhà chứa, mọi người phát hiện ra cô quá manh động và hiếu thắng nên sẽ làm hỏng kế hoạch. Lúc này thành viên giấu mặt thứ tư của nhóm là Chó Điên mới ra mặt, anh ta cũng có người yêu bị bọn báo đốm bêm và sát hại. Chó Điên nói rằng Tina quá yếu đuối sẽ làm hỏng chuyện nên tôi sẽ thử thách trình độ của cô ta, nếu như cô nàng đánh thắng được tôi thì mới được gia nhập hội. Tuy nhiên Tina đã thất bại và đã bị bỏ rơi lại nơi này, thậm chí Chó Điên không kiềm chế được còn suýt tiễn cô đi bưng bô cho thần chết. Đọc đến đây cô nàng vô cùng căm phẫn, cuộc đời cô luôn phải mang kiếp bị bỏ rơi và phản bội. Tina không ngờ rằng ngay từ giây phút đầu tiên cô đã bị ăn thịt lừa một cách trắng trợn, cả tình cảm mà mình dành cho Tony xem như bây giờ cũng đã tan vỡ. Không chịu được nỗi uất hận này, sau khi chìm đắm trong men say, cô đã vô tình tìm ra anh chàng Chó Điên. Cô muốn cùng anh giao chiến một trận mà không có sự can ngăn của mọi người. Cả hai lập tức ra bờ biển, nỗi đau tột cùng của Tina đã dâng lên đỉnh điểm nên các chiêu thức đã khác hẳn khi xưa. Lần trước võ công của cô không hề có cửa nhưng giờ đây lại chưa biết ai mới là bậc thầy võ học. Máu nóng ở trong người, Tina tung cùi trò thần sầu và đầu gối thần công vô cùng uy mãnh. Trước đó Chó Điên có mạnh tới đâu thì giờ đây cô cũng nấu giả cầy dễ như trở bàn tay, chạy đâu cho hết nắng mùa hè. Cuối cùng Tina bay người rồi chốt một phát mu bàn chân trúng bộ óc cháu của hắn ta vì dám đánh giá thấp phụ nữ. Hoàn toàn bại trận trước đôi chân của người đẹp, Tina chốt một câu chắc như đinh đóng cột rằng sống ở trên đời đừng bao giờ khinh thường người khác. Chó Điên đang định hỏi cô có phải chủ tịch hay không thì Tina đã quay đít rời đi nhưng lại bị ngất lịm. Tỉnh dậy, Tina thấy mình đang ở trong một căn phòng và được người mình yêu chữa trị cho vết thương. Tony ân cần đắp thuốc khiến cho cô nàng vô cùng cảm động và hạnh phúc biết nhường nào. Thì ra đây là nhà thờ mà năm xưa Tony đã đánh mất đi người mình yêu. Tina bước ra ngoài thì gặp đầu moi và Chó Điên, hai người cầm chai rượu nếp cái hoa vàng ngâm chuối hột phơi khô ra làm vài quậy để xin lỗi vì đã hãm hại cô nàng. Bất ngờ Tóc Xù cùng với Tony mồm lông cũng đã có mặt góp vui, cùng nhau tạ tội với Tina và mọi chuyện coi như xí xóa. Lúc này Chó Điên mới nói rằng linh hồn của túy quyền Muây Thái chính là say xỉn nhưng trái tim của nó lại chính là nỗi đau, càng đau bao nhiêu thì trái tim càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Rượu cũng chỉ là chất xúc tác mà thôi, vậy nên biết cô là một kẻ đau khổ nên chúng tôi mới truyền thụ cho môn võ này. Một người hạnh phúc sẽ không bao giờ lĩnh hội được nó, cô hãy ghi nhớ điều này để phát huy hết sức mạnh của bản thân. Tony thì nói rằng cô có thể rời đi bởi vì theo chúng tôi sẽ vô cùng nguy hiểm. Tina không do dự mà đáp lại rằng tôi muốn chiến đấu vì người mình yêu và người đó chính là anh. Điều này khiến cho Tony vô cùng bất ngờ, anh nói rằng trong lòng tôi chỉ có Lily mà thôi, tôi tin cô ấy vẫn còn sống. Nói xong Tony cất bước rời đi. Đầu moi thấy vậy cũng nói rằng tôi nghĩ cô nên từ bỏ ý định đó đi bởi Tony rất yêu Lily. Cuộc đời thật lắm bất công nên cọng lông cũng không đều thẳng. Tuy nhiên lần này tôi biết chắc rằng mình đã không yêu nhầm người. Dù nghèo rách cả đũng quần nhưng tôi cũng quyết tâm cho người mình yêu được hạnh phúc. Vậy nên tôi sẽ chiến đấu vì anh ấy và vì chính nghĩa ở nơi này. Biết được ý chí ngút trời của Tina, cả nhóm bắt đầu triển khai kế hoạch mang tên không lối thoát. Đã đánh dứt khoát phải cho dập đầu. Tina lần này sẽ trở thành mồi nhử. Cô ăn mặc ngon nghẻ sau đó được thả rông ra phố để chờ cơ hội. Băng đảng báo đốm có hàng trăm thằng chuyên săn con mồi nên sẽ sớm nhận ra cô chính là người mà bọn chúng cần bắt. Khi đó tất cả sẽ sẽ bám theo rồi tung đòn chí mạng cho cái dạng bang chủ của cấu gai phải đi chờ Diêm Vương. Quả như lời Gia Cát Dự, một thằng có biệt danh Xuân tóc đỏ mũi thính hơn cờ hó đã đánh hơi thấy Tina. Bên cạnh đó cũng còn có rất nhiều những thằng tai to mặt lớn đang lờn vờn để trực ăn tươi nuốt sống cô nàng. Tony phía trên cao cũng đang ra sức quan sát và cảnh giới, chỉ đợi bọn chúng bế Tina đi là cả nhóm sẽ bám theo và lần ra hang ổ. Tóc xù và đầu moi thì bị dụ dỗ tới một căn phòng. Nơi đây Xuân tóc đỏ và một thằng nữa đã trực sẵn để úp sọt hai người. Quả nhiên chúng đã bắt thóp được kế hoạch này nên đã dùng kế dụ mọi người tới đây để chia rẽ lực lượng. Đạt được mục đích là bọn chúng chim cút mất hút con mụ hàng lươn, Xuân tóc đỏ cũng bướm lượn nốt cho khỏi lạc đàn. Ở phía bên ngoài, con mụ bang chủ Bella cũng đã xuất hiện và bắt Tina đi chỉ trong nháy mắt. Tony lập tức đuổi theo nhưng khinh công của mụ ta vô cùng nhanh nhẹn, leo tường cứ như phim trường của Hồng Kông. Biết Tony đuổi theo, mụ ta đứng lại nói đều rằng chào chàng rể hụt của 5 năm trước. Ai cai con chim tu hú, Tony bật tường đuổi theo thì bị ả chơi hệ áng khí rồi quật cho lan xuống đất. Tony hoa mày chóng mà chẳng biết đâu mà lần như thằng ngáo đá. Mọi người cũng vừa tới đây nhưng đã quá muộn, không còn cách nào khác, tất cả phải chia nhau ra đi tìm. Ở phía trong, Tina được đưa vào hang động thiên thai, sau đó được hai em gái tắm rửa cho sạch sẽ. Xong xuôi bọn chúng treo cô lên trần nhà rồi cuốn ni lông khắp người để lấy mồ hôi và nước mắt điều chế nước hoa. Tuy nhiên chúng không biết rằng cô nào có dễ sơi. Tina tỉnh dậy cho một thằng ăn xong gối rồi đu người lên cao cởi dây trói thành công. Bỏ được lớp ni lông, cô nàng bắt đầu tìm đường thoát. Tuy nhiên nơi này chẳng khác gì một cái mê cung nên cũng chẳng biết đi đường nào. Ngay lập tức Tina liền đu người trèo bờ rào lên phía trên cao rồi theo đường ống thông gió để đi tìm cửa lui. Thấy những cô gái bị ép phải khóc rồi lấy nước mắt điều chế nước hoa mà làm Tina tràn đầy căm phẫn. Tuy nhiên cô biết rằng thân cô thế cô sẽ chẳng thể nào sơi lại được bọn này nên chưa thể ra tay giải cứu. Vậy nên Tina vẫn tìm đường thoát để cầu cứu bốn anh em ở phía bên ngoài. Tuy nhiên lúc này cô lại chui vào được một phòng kho chuyên chứa nước hoa đã được tinh cất. Để có được chỗ này bọn chúng đã phải bắt hàng ngàn cô gái mới điều chế ra. Chui lên phía trên, Tina lại phát hiện ra có đường ống thông gió nối thẳng lên mặt đất. Tuy nhiên cánh quạt hoạt động khiến cô không thể nào chui ra. Xuân tóc đỏ đã tìm đến tóm cổ nhưng Tina đạp dụng được một tấm lưới. Theo đường qua gió, tấm lưới rơi xuống phá vỡ chục lọ nước hoa khiến cho mùi hương bốc lên phía trên nghi ngút. May thay lúc này nhóm của Tony đang đi gần tới đó, hương nước hoa bốc lên nồng nặc thông qua đường ống cống là anh đã biết nơi này chính là hang ổ của bọn chúng. Ngay lập tức tất cả đánh liều một phen không khác gì chơi trò chơi mạo hiểm xuống dưới. Phía bên này, thằng Xuân tóc đỏ đang tra tấn Tina thì may thay 500 anh em cây khế đã đến giải cứu. Tuy nhiên giờ lại xuất hiện thêm một thằng cao thủ đầu mưng mủ từng là đại sư đến từ Quân Lâm Tự được chiêu mộ qua đây. Lập tức ba con vợ lao vào giao chiến, còn Tony thì đưa Tina đi tìm cô người yêu Lily của mình. Mặc dù tay bồng tay bế nhưng mấy thằng râu ria xông ra cản đường Tony vẫn xử đẹp một cách nhẹ nhàng. Tới một hang động, hai người bắt gặp những cô gái xinh đẹp đang ngồi thất thần mà không cử động. Tuy nhiên Tony tìm mãi mà chẳng thấy mặt mũi của vợ mình đâu. Tiến sâu vào bên trong, anh vô tình phát hiện ra một căn phòng. Đi thẳng vào trong thì bất ngờ thấy Lily đang ngồi lù lù trên một chiếc sofa. Cuối cùng sau bao ngày vào Nam ra Bắc đánh đông dẹp tây, anh cũng đã tìm thấy được cô nàng ở đây. Chứng kiến Lily như người mất hồn, Tony vô cùng đau xót khiến nước mắt cũng chảy thành sông. Bao nhiêu năm vợ mình không được làm kiếp con người khiến cho anh vô cùng tức giận. Tina cũng rất nước mũi khi chứng kiến cảnh này. Cô không hề ghen mà chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc mà thôi. Bất ngờ lúc này một giọng nói vang lên, thì ra đó là con mụ Bella đến để cho cả hai dỗ chung một ngày. Ở phía hang động bên cạnh, ba ông cậy đang giao chiến với Xuân tóc đỏ và cao thủ võ lâm. Quả nhiên hai tên này là thủ lĩnh mà mụ cờ hó Bella thuê về cũng không thuộc dạng khổ vừa. Mặc dù chó điên cùng với đầu moi và tóc xù phối hợp vô cùng ăn ý, tuy nhiên vẫn chẳng là gì so với bọn này. Đầu moi thì bị phang đầu vào đá, tóc xù cũng dùng toàn những tuyệt kỹ võ công nhưng vẫn bị bọn chúng nhấc bổng rồi đạp cho rụng như rung. Chỉ còn mỗi chó điên, anh bị Xuân tóc đỏ bẻ tay, còn đại sư thì cho ăn ngay xong long bàn chân thối. Đầu moi cố gắng đứng dậy nhưng cũng chẳng ăn thua, sơ ngay một phát đá xoáy lan quay ra sàn. Ở phía bên kia, Tony và Tina cũng đã bắt đầu giao chiến. Hai người song kiếm hợp bích để đánh bại ả Bella một cách vô cùng ăn ý. Mụ ta liên tiếp bị ăn những đòn chí mạng nhưng với sức khỏe của một gã trai ngoan ở châu Phi nên vẫn chẳng hề si nhê. Tưởng rằng đã giành thế thượng phong nhưng Bella cái chân một phát đã hạ gục được hai người. Khuyến mãi cho pha sang trò thì lại càng thêm uy tín. Tony và Tina thì thở hổn hển như cờ hó ăn phải bà, còn mụ ta vẫn chẳng hề hấn gì. Bất ngờ Tony mồm lông xông lên cầm chân Bella để Tina nhân cơ hội đó vác cô nàng tình địch Lily định cao chạy xa bay. Tuy nhiên Tony nào có phải đối, mụ ta bật người quăng anh cắm đầu vào tường chứ chẳng chơi. Tony biết không ăn lại nên đánh chim cút bỏ đi. Gặp Tina ở ngoài, anh vác hộ một đoạn cho cô đỡ mỏi chân để tí còn đóng phân cảnh tiếp theo. Tới một hang động cao vạn dặm phía trước, nhìn xung quanh lối ra chỉ có 3 cây cầu bằng dây và bên dưới cũng là vực thẳm. Nhận thấy đây là lối ra duy nhất, Tony quyết định đánh liều một phen. Tuy nhiên bất ngờ lúc này con ả Bella xuất hiện như cục cướp từ trên trời rơi xuống, vậy nên ả đánh lao đầu tới để chặn đường. Không thể nào mụ ta dễ dàng buông tha cho cả hai và phá hủy đi sự nghiệp cả đời nên đánh vô cùng hăng máu. Quyết tâm cho cả hai biết bố cháu là ai nên Tina suýt nữa thì rơi xuống vực. Chỉ còn lại một mình Tony du đấu. Cô vợ Lily cũng đang ở trong trạng thái ngàn cân treo sợi lông chân vô cùng nguy hiểm. May thay Tina đã bật được lên để trợ giúp Tony đạp cho mụ ta ngã ngửa ra sàn. Một điều khó khăn rằng Lily đã rơi vào trạng thái ngất lịm mà không tỉnh dậy được, vậy nên cả hai đã rơi vào thế khó để thoát khỏi tình thế này. Hai người tiếp tục phối hợp với nhau. Tony cầm chân còn Tina lao lên cho ăn song long đầu gối trưởng. Tưởng rằng mụ ta đã hẹo nhưng vẫn khỏe hơn cả heo rừng, đánh vẫn vô cùng ác liệt. Hai bên giao chiến 1910. Tina mạo hiểm đu dây lao người ra không trung định đạp ả ta lộn cổ xuống vực nhưng vẫn chẳng ăn thua. Ả ta lao lên đánh cho cô tơi bời khói lửa. Tony xông tới thì bị ả ấn cổ vào thành cầu rồi bẻ tay răng rắc như kẹo là gặm nước chè. Tina nhanh chỉ xuống dưới đu dây rồi bất ngờ đá móc lên trên chú mõm mụ ta vô cùng đau đớn. Cả hai rơi xuống nhưng may thay Tina đã tóm được tay Tony. Dây cầu đung đưa khiến cho Lily đang ngất cũng lăn người xuống vực. Phút 70 đời Tina đã tóm được tay. Đúng là một cổ hai chồng, sức nặng của cặp tình nhân khiến cô khó lòng mà trụ nổi. Nếu cứ như thế này sẽ chẳng cứu được ai, phải lựa chọn một trong hai chứ không thì vợ chồng chôn chung một hố. Tony nhìn vợ thì vô cùng đau xót. Anh quyết định hy sinh vì người mình yêu nên đã bảo Tina hãy buông tay anh ra và nhờ cô chăm sóc Lily. Tina có một tình yêu cao cả, cô một mực nói muốn nhìn thấy hai người sống hạnh phúc bên nhau chứ không hề muốn họ âm dương cách biệt. Tuy nhiên không còn cách nào khác, Tony đã buông tay Tina và để lại sợi dây chuyền. Chứng kiến cờ rớt lên bàn thờ ngắm mấy đĩa xôi, Tina không kìm được lòng mà nước mắt tuôn rơi. Con mụ Bella phía dưới may mắn bám được vào vách tường nên không chết. Tina đang cố hết sức kéo cô nàng Lily lên thì mụ ta lù lù xuất hiện. Thế là cả hai lại trở thành chiến lợi phẩm để mụ ta chuẩn bị chiết xuất nước hoa. Không những thế, tóc xù cùng với đầu moi và chó điên cũng đang bị củ hành một cách dã man. Bỗng dưng cô nàng Tina tỉnh dậy, cô đứng lên như chưa bao giờ được đứng trước sự chứng kiến của mọi người. Đại sư Thiếu Lâm xông vào đánh lén rồi ném cô xuống sàn, sau đó tung thêm phát sút. Xuân tóc đỏ thì một tay nhấc bổng cô lên để cho thằng kia tung cước. Bỗng dưng lúc này những ký ức trong đầu Tina chợt ùa về. Cô nhớ người mình yêu cùng những khoảng thời gian thầy trò hạnh phúc đã cùng nhau luyện võ. Cô nhớ những cô gái khốn khổ bị bọn chúng giở trò đổi bại cũng như chiết xuất nước hoa cho không ra hồn người. Như đường nạp thêm 3 chai vodka, Tina bỗng dưng bừng tỉnh. Không những vậy, cô còn ở trong tư thế đầu đội đất chân đạp lên trời rồi bất ngờ xuất chiêu. Hai thằng này liền xông vào một lúc nhưng chúng đâu biết rằng Tina giờ đã khác nên đánh cho bọn chúng tan tác thì thôi. Đỉnh cao của túy quyền Muây Thái đó chính là tột cùng của nỗi đau. Khi người sử dụng không còn gì để mất thì đồng nghĩa với việc họ đã đạt được cảnh giới cao nhất của võ thuật. Chiêu thức nào của đại sư xuất ra, Tina cũng đều khắc chế được hết. Cô tóm cẳng tay rồi đá móc cho thằng này lõm luôn cả quả đầu lâu xương chéo. Tiếp theo là thằng Xuân tóc đỏ, võ công của hắn giờ chỉ còn là tuổi Tí mà thôi nên cũng liền bị cho đi bán muối. Tina bay ngược người tung một pha dã thẳng đầu gối thần công đầy đẹp mắt. Lúc này tên đại sư như một con sâu ngóc đầu tỉnh dậy, chân hắn cứ thoăn thoắt chém về phía Tina. Cô nàng chạy vào trong rồi đu người đạp lộn ngược về phía sau chú mõm của hắn. Ấy vậy mà thằng này vẫn chưa khuất phục, chiêu thức của hắn nhanh hơn rất nhiều nhưng vẫn bị Tina khắc chế. Cô dùng chân quật cho hắn lộn cổ xuống dưới. Nhân cơ hội này, Tina tung ra đòn chí mạng cho hắn chính thức nhập quan. Chỉ còn lại mỗi con mụ Bella có tâm hồn xấu xí. Hai bên lập tức lao vào trao dồi võ thuật thì Tina đã lập tức giành thế thượng phong. Lúc này cả hai cùng hang máu nên đã dùng hết những tuyệt kỹ mình có được để làm sát thương đối phương một cách nhanh nhất. Tina liên tục tung ra cú chảo phang cho con này xây sầm mặt mày. Con mụ này điên lên lao vào nhưng xem chừng cũng chẳng ăn thua. Ta định bốc Tina lên thì bị cô đạp thẳng vào mặt tiền. Tuy nhiên mọi chuyện chưa thể nào kết thúc. Bella xuất ra những chiêu cực độc. Tina cứ xông vào là lại ăn cước ngay tại chỗ. Nhưng cô đã nắm được chiêu thức của con này nên xoay người đáp trả. Hai bên lúc này dường như ngang tài ngang sức. Chị cho em một phát đầu gối vào vai thì em cũng sơ cho chị vào quả óc lợn. Mày cho tao ăn một đạp vào sọ thì tao cũng có thể cho mày một đá vào thái dương. Đánh xương xương nên cũng chưa biết ai là người thắng. Mụ ta sút thẳng vào mặt cho Tina đầy đau đớn. Sau đó Bella định ném cô vào trụ đá nhưng ai ngờ lại bị phản đam. Tina nhân cơ hội xoạc chân đạp đầu con này vào đá. Tỉnh dậy phản công thì cô bay người cho xong trò vào đầu. Đã thấy Tina còn bồi thêm cho vài nhát. Chán thì cô lại tóm cổ rồi lên gối cho thối nát bộ lòng mề. Trên chừng tâm hồn có khi cũng lõm nốt vào trong. Cuối cùng là xong lăm đầu gối dã thẳng vào mặt cho người mùi mắm tôm 5 ngày chưa tắm. Quá căm hờn, Tina ra sức đấm mụ ta. Tuy nhiên mọi chuyện lại chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Người cô yêu cũng đã ra đi mãi mãi. Lúc này các sư huynh đệ mới tỉnh lại thì chỉ còn đúng cái nịt mà thôi. Sau khi khóc lóc một hồi, Tina đứng dậy tới chỗ Lily. Cô đưa tình địch quay trở về hòa nhập với cộng đồng sau 3 năm bị bắt giữ, tới một ngôi nhà nhỏ ở vịnh Hạ Long, nơi hai người năm xưa cùng chung chăn gối. Những kỷ niệm ùa về khiến cho tâm trạng của Lily dần được tốt lên. Tina trao lại cho cô nàng chiếc dây chuyền mà Tony bỏ lại. Bên trong là chiếc nhẫn cưới mà năm xưa cô chưa kịp đeo, nhưng nay cũng đã là quá muộn. Nếu như ngày đó cô hiểu cho người mình yêu mà không giận dỗi bỏ đi thì nay đã không ra nông nỗi này và trở thành quá phụ. Ở phía bên ngoài, ba anh em còn lại cũng đã báo được thù cho người thân, vậy nên họ đành phải chia chân mỗi người một hướng đi tìm hạnh phúc riêng. Chỉ còn Tina ở lại chăm sóc cho Lily như lời đã hứa với người mình yêu mà thôi. Có thể nói sự hy sinh của Tina là vô cùng lớn. Cuộc đời cô toàn gặp những niềm đau nhưng cô lại không muốn nhìn mọi người cũng phải chịu hoàn cảnh như mình. Qua bộ phim cho chúng ta thấy cuộc đời luôn có những bất công nhưng ai rồi cũng sẽ tìm được một tình yêu đích thực. Khi đó chúng ta có thể nguyện hy sinh tất cả cho người mình yêu được hạnh phúc mà chẳng phải bận tâm. Mấy bà con gái thì bớt giận hờn vu vơ người yêu lại cho tôi cái. Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa nguyện thề sống chết. Trích lời của Lý Mạc Sầu trong phim Doãn Chí Bình quyện cô. Nói mồm thế thôi chứ tôi năm nay đã 26 tuổi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai thì là đúng hay là sai. Anh em mua khẩu trang cho Mọt qua Zalo hoặc gọi số 098 194 1996 nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you Pak Pak. Bye bye.